Rồi ok hello xin chào tất cả các anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Và này mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha Thì hiện tại DJI đang triển khai lộ trình cắt giảm dung lượng pin tất cả các dòng máy thuộc thế hệ mới Tạm gọi là thế hệ thứ ba bao gồm như là Mavic 3, E3, Mini 3, Mini 4 vân vân. Thì lý do rất là đơn giản họ chuẩn bị ra mắt những cái thế hệ mới tiếp theo cho nên là họ bắt buộc phải tung ra những cái bản cập nhật để cắt giảm cái tính năng và trong đó cái cục pin nó cũng là một trong những cái tính năng và nó cũng bị cắt giảm luôn anh em và cái việc cắt giảm thì sao rất là đơn giản trên màn hình anh em có thể thấy đây là một cái phần mềm mình dùng để mình sửa chữa pin này anh em và mình sẽ read cho anh em xem những cái thông tin về dung lượng cũng như là điện áp của pin ở đây là cục pin của mini 3 pro anh em có thể thấy dung lượng của nó là 4194 và 4212 và dung lượng tối đa của nó sẽ đạt khoảng 4194 đây là cục pin plus nha anh em, cục pin plus 3850. Và anh em có thể thấy điện áp sạc đầy tối đa của việc cục pin plus hiện tại đó chính là 4,19V là điện áp sạc đầy tối đa. Nhưng anh em hãy xem ở trong cái 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 trang chủ của DJI mình sẽ sợ cho anh em xem DJI Mini 3 Plus đó, plus battery mình sẽ cho anh em xem cái thông số của pin plus nha mình sẽ xem ở cái trang Việt Nam cho nó dễ hiểu nha anh em anh em có thể coi nè dung lượng 3850 điện áp sạc giới hạn là 8,5V và 8,5V mình sẽ sử dụng cái 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 máy tính nè máy tính mình sẽ chia cho anh em xem 8,5V tức là 8.500 mV nha 8, 500 mV và trong cục pin của mini ba nó có hai cell mình sẽ chia cho hai và kết quả sẽ là 4 2 50 thì đáng lý là ở chỗ này nè anh em chỗ này nó phải là 4 2 5, 10. như vậy nó mới đúng nè anh em thì như vậy cái cục pin của chúng ta nó mới đạt cái dung lượng tối đa 4 2 50 phải là 4 2 50 nó mới đạt tới dung lượng tối đa nha anh em 5 rồi mình sẽ bấm ghi lại vào trong cái cục pin ha ghi cái này thì nó đơn giản lắm cũng không có gì khó khăn đâu anh em rồi bấm ghi lại một lần nữa cho nó chắc cú rồi bây giờ mình read lại ha có nghĩa mình read lại để mình xem coi là những thông tin mình ghi vào đây đã đúng chưa rồi anh em thấy vấn đề gì không nó tự nó trả về nè bốn một chín mươi bốn một chín mươi anh em cho dù cố gắng ghi vào trong này cái gì đi nữa 4250. Những anh em sửa pin anh em sẽ hiểu cái vấn đề mình đang nói. Tức là nghĩa là mình đang điều chỉnh về cái điện áp sạc tối đa cho cái viên pin đó. 4250. 4250. Ghi lại. Nó ghi ok nha anh em, chứ không phải nó ghi thất bại nha, nó ghi ok. Nhưng mà khi anh em reset lại. Nó tự nó trả về 4190. Và cái này có nghĩa là sao Tức là Ở những cái firmware sau này Của những cái dòng pin sau này của DJI Những firmware này nó đã bị Phích cứng cái điện áp Ở trong cái phần firmware luôn Tức là những cái phần này Những cái phần về dung lượng này kia các thứ này nè Anh em có thể sửa được Nhưng trừ cái phần điện áp sạc đầy này Anh em sẽ không thể sửa được Và những cái bản cập nhật firmware sau này Dành cho những cái viên pin thế hệ mới bao gồm E3, Mini 4 Pro, Mini 3 Pro vân vân thì cái con số này nó sẽ càng ngày càng giảm xuống, càng ngày càng giảm xuống và gần đây nhất mình có xem được một viên thì con số đây nó là 4 4100 luôn anh em. Tức là sao điện áp sạc đầy tối đa là 4,1V thay vì 4,25V. Và khi điện áp sạc đầy bị cắt giảm đi thì sao? Thì dung lượng của nó sẽ bị giảm theo anh em hiểu giống như cái bình 100 lít anh em đổ 100 lít nước thì nó sẽ đạt tới cái mức độ gọi là cái dung lượng tối đa của nó nhưng mà nếu anh em đổ 90 lít nước thì lúc này cái bình của anh em nó không đầy đúng không và cái thời gian sử dụng của anh em nó cũng sẽ giảm lại tức là sao thì cái điện áp sạc này nó cũng tương tự như vậy khi anh em sạc 4250 á thì anh em sẽ đạt được dung lượng tối đa còn anh em khi anh em bị cắt giảm xuống 4100 thì dung lượng của mình còn lại bao nhiêu? Theo mình ước tính nó còn có khoảng 92% anh em thay vì 100% nha. Nó sẽ còn lại 92% và thời gian bay anh em sẽ bị sụt giảm khoảng từ 5 cho đến 10 phút bay nha, không có ít đâu. 5 đến 10 phút bay luôn anh em. Và DJI đã triển khai nó trên tất cả những cái hệ phim que mới. Sau này anh em cập nhật đều sẽ bị đều sẽ bị cắt giảm dung lượng hết. Và đương nhiên mình cũng không cần phải nói xạo với anh em chi Trên trang chủ DJI sau khi mà có nhiều người ta phát hiện ra vấn đề này á Người ta có đặt cái câu hỏi trên trang chủ của DJI Và DJI giải thích là để bảo vệ xe pin anh em Nghe nó rất là mắc cười luôn Để bảo vệ xe pin trong khi cái của Mini 3 và Mini 4 E3 này kia nó rất rất là bền luôn rồi Đâu có cần phải bảo vệ xe pin để làm gì nữa Thì chẳng qua cái câu chuyện mà bảo vệ xe pin đó chỉ là câu chuyện nói miệng của DJI thôi và cái mục đích cuối cùng của họ là cắt giảm dung lượng nhằm giảm thời gian bay để chuẩn bị ra mắt cho những cái sản phẩm mới tiếp theo nha anh em rồi và cái cách để đối phó nói vòng vòng nãy giờ và cái cách để đối phó cái việc này là sao đó chính là anh em không cập nhật phim web pin 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 là anh em đang sử dụng ngon rồi thì đừng cập nhật phim web pin và làm sao để không cập nhật được phim web pin thì rất đơn giản mình sẽ show cho anh em xem cái hình cập nhật phim pin nó hiển thị trên cái app DJI Fly của anh em ngay bây giờ đây khi anh em nhìn thấy cái tấm hình nó trông như thế này thì đây là cập nhật phim cho pin cập nhật phim cho pin thì nó không có hiển thị gì hết nó chỉ hiển thị là phim update nó không hiển thị gì thêm và khi bấm vào bên trong thì nó sẽ không có gì hết nó sẽ không có bất kỳ thêm một cái bổ sung thêm một cái thông tin gì đơn giản nó chỉ là việc cập nhật phim que và đó là cập nhật firmware cho pin. Còn cập nhật firmware cho máy bay thì khi anh em bấm vào nó sẽ hiện lên là ví dụ như anh em sử dụng DJI Mini 4 Pro thì nó sẽ hiện là DJI Mini 4 Pro firmware update. Nó hiện nguyên một cái dòng chữ gì đó rất 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 là dài. Và khi anh em bấm vào nó sẽ hiện thêm những cái thông tin nữa, ví dụ như cập nhật tính năng gì đó, tính năng A, tính năng B, tính năng C gì đó. Một loạt những cái tính năng nó hiện ra. Thì đó là cập nhật firmware cho máy bay. Và cập nhật firmware cho máy bay nó cũng bao gồm luôn cập nhật firmware pin ở bên trong nha. Vì vậy cho nên anh em khi sử dụng máy bay mà muốn cập nhật firmware thì hãy sử dụng một cục pin duy nhất một cái cục đó để dùng để cập nhật firmware cho máy bay tại vì khi nó cập nhật firmware máy bay thì nó cũng cập nhật luôn firmware pin và mình sử dụng chết một cục pin đó để chi để mình dùng để cập nhật firmware và cái cục pin nó sẽ là cái cục pin bay dở nhất bay tệ nhất về thời gian bay và mình phải chấp nhận chuyện đó còn lại những cục pin khác khi mình cập nhật xong firmware mình lấy những cục pin khác mình cắm vào mình sử dụng thì mình sẽ thấy thông báo cập nhật firmware pin và mình sẽ bỏ qua nó không cập nhật nữa. Tại vì nếu anh em cập nhật thì dung lượng của những viên pin của anh em còn lại những viên pin anh em cắm vào cắm vào cắm vào đó nó sẽ bị giảm theo cái cục pin mà giống như cái cục pin mà anh em đã dùng để cập nhật firmware cho máy bay đó. Vì vậy cho nên thấy thông báo cập nhật firmware pin giống như cái hình ban nãy mình mới mới show cho anh em xem thì anh em bỏ qua nó và bấm thẳng vào màn hình bay vẫn bay bình thường, không lỗi, không có một cái gì lỗi hết. mọi chức năng đều ok hết. Tại vì anh em phải biết là design đã làm làm máy bay ha 10 năm. Mà không biết chắc là phải 10 năm không nhưng mà tức nghĩa là sao họ đã rất là tối ưu những cái thiết bị của họ rồi cho nên là không có cái chuyện gọi là có thêm tính năng gì mới nữa. Không có đâu nha anh em. Cho nên là hãy bỏ qua cập nhật đi. Đừng cố cập nhật cái gì hết, cập nhật nó sẽ làm giảm đi cái trải nghiệm của anh em thôi. Và đó là cái lời khuyên của mình dành cho các sản phẩm của DJI hiện tại nha. Rồi ok cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé.